Dừng chuyển bình an mến chào tất cả các bà con đang xem kênh ha. Hôm nay em giao lưu với bà con một số cây bonsai nữa ha bà con. Linh Sam, Nguyệt Quế, Chiếu Thủy ha, Cần Thăng. Hôm nay có được cây gừa đọt đỏ ha bà con, với một cây thần kỳ ha. Đó. Còn cái gì nữa không ta? Sigo ha bà con. Đó. Đây là mã số 1. 1C ha. Với em được mấy cây kiều hùng dưới cuối clip, có một số chậu để giao lưu với bà con nữa ha. Mã số 1 là một cây gừa đọt đỏ, đây em kêu bằng gừa đọt đỏ nhưng ngoài mình kêu là si búp đỏ ha bà con. 62 là chiều cao. Đó, cái tán ngang như vậy nó là khoảng 55 rồi ha. Đây, cây này cái đế nó rất là đẹp luôn ha bà con. Cái này nó cắt thì nó chừa cốt lớn thôi. Cái này về mình nuôi lại một thời gian nữa cây mới thành phẩm ha bà con. Cái này được cái vàng bể đế nó rất là đẹp ha. Đây em đo cái vàng thân trên đây đi. Trên củ đế này cái là 58 ha bà con. Đó, gì ha. Rồi em đo tổng cái nồi đế đặt nó luôn. Nồi đế này rất là đặc ha bà con. 100 100. Đó. Cây này em giao lưu với bà con là giá là 3.800.000 ha. Em bao ship toàn quốc ha bà con. Một cây si búp đỏ ha. Đó là gừa đọt đỏ ha bà con. Dùng em thứ này rất là nhiều mà cây lớn quá lớn luôn. Rồi đổi cây, mã số 2. Số 2 là một cây thần kỳ ha bà con. Cây thần kỳ bonsai ha. Đây, cây này đang có trái mà nó vừa hết một đợt trái đang lên bông ha bà con. Nó còn một số trái thôi ha. Cây này thì mình ăn vô cái trái nó ngọt ngọt, nó chua chua. Nó chua ít mà nó ngọt nhiều ha. Ăn vô đổi vị giác của mình ha. Chiều cao từ mặt chậu lên là nó 89. Đó. Tán ngang như là 79. Đó, cây này đế cũng đẹp ha, thân cũng đẹp luôn. Đó, cây này vô dây thấy nhìn cũng gà dáng ha. Cái này mình sưu tầm về vườn mình mỗi thứ một cây đó, để có đầy đủ hơn, nó đa dạng cây hơn các bà con. Đây cái hoành em đo vị trí này gần 22 ha bà con. Đây em đo cái bộ đế như gì đi, 39 rồi. Cái này em giao lưu bà con là 2 triệu ha. Em bao ship toàn quốc. Cái này em bó bầu cho đi ha bà con. Cái này đóng cái lồng cũng bự bự ha. Cái này em bó bầu cho đi để không có ship chậu ha bà con. Đó. Đang có trái. Nó mới vừa hết một đợt trái rất là nhiều ha bà con. Đây. Nó đang lên bông. Cái dòng này thì thường xuyên lên bông luôn. Đó. Nó chín nó hơi đỏ sậm mà màu nó rất là đẹp. Ăn nó ngọt. Ngọt ngọt. Vị ngọt nhiều hơn chua. Rồi đổi cây. Tiếp tục mã số 3C là một cây linh sam ha bà con. Rồi. Số điện thoại của em là 0939442212 ha. Số có Zalo, có gì bà con không hình ảnh thấy không rõ thì kết bạn em gửi thêm ha. Đó. Cái cây này là cây sam sắp đế bốn mặt ha bà con. Gốc khá lớn, này dòng sông Hinh Gia Me, dòng này là bông rất là gỗ luôn ha, thường xuyên có bông. 36 là chiều cao. Tán ngang như vậy là nó 62. Đó, cây này tàn rất là ấm mịn ha bà con, cốt cành cũng khá lớn rồi ha. Đó. Đây. 27 là hoành ha bà con. Đây em đo cái tán rộng của nó, tán ngang của nó là 40 ha. Cây đang lên bông ha. Dòng này thì bà con cứ việc để trong cái chậu này, tưới ít ít nước thường xuyên, cái lá già này chuẩn bị lên bông rồi nè. Giờ mình tưới vô nó đi tới ngoài nó rụng hết lá là tưới vô miếng nước với miếng phân lại lên bông ha. Rồi cây này em giao lưu bà con là 2.200.000. 3C ha bà con. Đây cái vàng xương nó đây ha. Rất là mịn tán cây à. Cốt cũng khá lớn rồi ha. Đế thì đều hết bốn mặt. Đó. Đó. Rồi đổi cây. 4C cũng là một cây linh sam ha bà con. Cây này dáng bay rất là có duyên cây ha. Tàn khá mịn ha bà con. Chiều cao như gì là nó 29. Đây, tổng cái chiều dài nó là 55. Đây cái chiều sâu của tán nó là 39 ha. Đó. Cây này dáng bay rất có duyên ha bà con. Gốc rất lớn luôn, đế rất đẹp luôn ha. Này thì nó lên chậu như gì bà con chỉ cứ tưới nước ít ít để ngoài nắng á là nó thường nó dễ ra bông lắm ha. 26 là hoành ha bà con. Đó khi nó ra bông một đợt rồi đó, cái lá non, lá nó già lên mình mới để bông lại được ha bà con. Chưa.
2,1 triệu ha bà con. Em bao ship toàn quốc, cây này dáng khá đẹp luôn ha. Đó, cốt khá lớn luôn. Rồi 2,1 triệu em bao ship toàn quốc ha bà con. Một cây dáng bài ha. Đây một cây dáng long ha, 5C cũng song hinh này, song hinh lá trung ha, không có dâm me ha bà con, thì thông hinh thôi. 59 là chiều cao. Đây tán ngang như là nó 51. Cây này đóng cốt cành chi nó rất là chuẩn nha bà con. À, cây này mình về ghép vô cái tiểu cảnh, phối tiểu cảnh, cái hình chậu hình chủ nhật, mình trưng bày tiểu cảnh với cây nhìn rất đẹp luôn. Khoảng tháng nữa là lá nó mịn lên cây, rất là lên cây ha. 15 là hoành. Này cái hoành cũ vị trí này là 24 ha. Cái này em giao lưu bà con, chậu luôn là 1 triệu ha. Em bao ship toàn quốc ha bà con. Dáng thế rất đẹp ha, cây này vô form đẹp ha bà con. Đó. 5C 1 triệu em bao ship toàn quốc ha. 6C là kiều hùng ha bà con. Đây kiều hùng này đã xả ra hết một nước dây, hai nước dây ha bà con. Cái này về mình có thể mình đệm thêm một nước dây nữa, cây sẽ rất là mịn đẹp luôn ha. Mình đợi tược nó về dài một tí nữa ha. Vàng đế rất là quái luôn. Kiều hùng bông thì rất đẹp, cao là 48. Đó, cái tán dài gì nó 230. Đó. Dòng kiều hùng thì bông khá đẹp ha bà con. Bông nó rất là tươi màu hồng hồng ha. Đó. Đây em đo cái tổng cái hoành đế nó trước ha. Là 40. À, cái chiều cao của đế nó là nó 20 rồi. Thân ở đây là khoảng 12 ha bà con. Đó, cây này em giao lưu bà con 1,300,000 em bao ship toàn quốc ha. Cây này về mình sửa là dáng dân nhân ha bà con. Cành gớt xuống ha. À, cây rất đẹp luôn. Thì mình lên một cái chậu đẹp cái nữa. Rồi đổi cây. Lô này em được 4 cây kiều hùng ha bà con. Đây. 7C. Đây cây này cũng 1,3 triệu ha bà con. Cây này rất là duyên cây luôn. Xả dây hết, chưa có vô dây tiếp ha bà con. Chiều cao là 49, ngang như gì là 52. Đó, cốt cành thì nó cũng lớn rồi. Dòng này cũng rất là dễ chăm ha. Này về mình dằn lại một nước dây là cây rất đẹp ha bà con. Tược nó cũng mau ra, bông nó cũng mau ra ha. 14 ha bà con. Đây, cả tổng cái hoành đế ở đây. 34. Này cao khoảng 12 ha, 13 ha. Đó. Cái đế nó còn ở dưới ha bà con. Không có khai thác thêm nữa, em chưa khai thác ha. Cũng đồng giá là 1,3 triệu em bao ship toàn quốc ha. Một cây kiều hùng. Đây tiếp tục là cây này rất là quái nè ha bà con. 8C. Chiều cao. Chiều cao là 29 ha bà con. Nó ngang như là 26. Đó. Đây như gì thì mình thấy nó thoáng hơn ha. Đó. Vậy có thể thửa theo cái dáng thế mình tùy thích thôi bà con, kéo cái dài ra thêm ha. Đây cái dòng đế như là nó 40-41 ha bà con. Đây hoành em đo vị trí này là 14 ha. Cái này em giao lưu bà con là 1,100,000 em bao ship toàn quốc ha. Vàng đế quá đẹp luôn. 9C là một cây kiều hùng luôn, cây này 600 ha. Đây tát một miếng da ha. À, nhưng mà nó rất là cứng rồi, nó sành rồi. Chiều cao này là nó 27. Tán ngang gì nó 36 này vô cái chậu nhỏ ha bà con. Cái này khoảng tuần lễ nó cái lá nó dậy lên nhìn nó kính cây nó đẹp ha. 21 là hoành ha. Rồi cây này em giao lưu bà con giá chỉ có 700-600 ngàn thôi. Em bao ship toàn quốc ha. Rồi đổi cây. Kiều hùng ha bà con. 10C là một cái sigo ha bà con. À, em đệm thêm nước dây ha. Đó. Chiều cao như là nó 29. Tổng chiều dài tán là 48. Đó. Sigo dòng này thì trái nó rất là đẹp. Trái nó chùm nó nhiều. Đó. Dưới mình có thể mình nấu nước mình uống, dinh dưỡng nó cũng khá cao ha. Đó. 14 là hoành. Đó. Đây đế nó khá đẹp, khá quái ha bà con. 32 là cái tổng hoành đế nữa ha, cao lên khoảng 15 ha. Đến nôm đó. Rồi cái này em giao lưu bà con là 1,100,000 em bao ship toàn quốc ha bà con. Một cây sigo. Rồi tiếp tục là một cây 11C. Cây sigo số 10C ha bà con. 11C là 1,1 triệu em ship luôn cái chậu ha. Đây là dòng trung nu ha bà con.
Cây này cũng khá già, phơm tàn khá mịn rồi ha. Cao là 20. Đây tán ngang như gì nữa là 30. Đó, phơm tàn rất là mịn rồi ha bà con. Cây đang lên đọt non ha. Này mình để bông á, thì mình cho CC cây mình tỉa lên cái ha. Đây cái dàn xương nó đây. Cốt nó cũng khá lớn rồi. Em quay bên đây một cái nè, xem dàn xương đi em cho đo thông số. Đó, cũng khá lớn ha bà con. Bắt cũng khá chuẩn ha. Rồi đem đo cái thông số cái hoành lên cái. Hoành vị trí này là 16. Còn yếu 16 một tí ha bà con. Đây cái hoành cũ là 21 ha. Cái này cái cũ cái đế nó cũng cắm xuống khá đẹp ha bà con. Giá 1.100.000 em bao ship toàn quốc. Mã số 11C ha bà con. Rồi đợi cây 12C cũng là một cây trung nu. Đây dáng là trực lắc ha. Đó. Chiều cao là 20, tán ngang là 29. Đó. Cái này về chỉ cần mình tỉa mình cuôn thôi, mình không cần vô dây ha. Rồi mình để ngoài nắng, khi nào lên bông mình đem vô nhà mình để trên bàn được rất là đẹp. Đây mặt cắt chỗ nãy cuốn kính hết trơn ha. Mặt cắt đây khá lớn mà cuốn hết đây. 16 rồi 17 ha. Đây bệ đế dưới chắc cũng khá lớn, có hai mấy nè bà con. 20 ạ. Rồi cái này em giao lưu với bà con là giá là 1 triệu ha. Em bao ship toàn quốc ha bà con. Đây. Cốt cành khá lớn ha. Đó. Cây này là rất đẹp ha bà con. Rồi đổi cây. Ai thích dòng mini mình chơi những dòng cây này ha. 13C một cây nguyệt quế ha. Lá chung bông chùm cây này thì nó rất là già cây ha bà con. Cốt cành nó khá già rồi. Đó, nó bị lũa một lỗ một bên ha. Chiều cao như là nó 36. Ngang như gì là nó 55. Cái này em giao lưu với bà con là giá 700 ha. Em rút chậu em bó bầu đi ha. Em bao ship toàn quốc. Đó. Khi đi em ép tí xíu tàn xuống cho nó gọn lại ha bà con. Về mình có thể mình mở ra bung gan cái rồi ha. 17 là hoành ha. Đó, rồi cái này em giao lưu bà con là 700. Đây. Nó bị lũa ha bà con. Đây. Có hai điểm ha. Rồi, đợi cái. Nghiêng ha. Rồi. Đây, 14C cái này giá 900 ha bà con. Cái này khá đẹp luôn. Đó, cây này nội cái mà phần mà phôi nó không nhìn cũng rất là đẹp rồi ha. Ăn tiền cái củ đế này ha bà con, cái củ nhìn rất đẹp, ở ngoài nhìn đẹp lắm ha. Chiều cao là 49, tán ngang là 52. Đó. Phơm tàn thì cái này mình cũng tỉa chum chum lên một thời gian là mình chơi nó rất là mịn lên ha. Cái này cũng đang dần dần nó mịn lại ha. Đó, cây này là song thân ha bà con. Đó, một gốc lên hai thân ha. Đây. 26 là hoành gần 27 ha bà con. Là cái cụ nó cụ rất là tròn luôn như trái bí vậy. 39 ha. 39 là hoành cũ. 900.000 em bó bầu cho đi ha bà con. Đó, em không ship chậu ha. Chậu này. Không, mấy cái lỗ này cũng như bị kiến ăn, nó bình thường thôi. Đây nữa nè. Thường thường nguyệt quế nó ưa có bị mấy kiến vô làm ổ á. Không. Rồi. 900.000 em bao ship toàn quốc ha bà con. 15C là một cây nguyệt quế lá xoắn bông chùm ha. Cây này cây dáng bay hồi đầu ha bà con. Cây này đang lên bông ha. Đó. Cây này thì dòng này thường xuyên lên bông lắm ha bà con. Nó hết đợt này đợt sau nó lên tiếp nữa ha. Đó, nó đủ dinh dưỡng thì lên rất là nhiều. 15C chiều cao nó là 76. Tổng cái tán rộng dài của nó là 69. Đây tán ngang gì là 45. Đó, bông búp lên rất là nhiều ha bà con. Đó, nó lên đọt nó sẽ lên bông kèm theo ha. Đây, mấy cái búp bông này là bông chùm ha, nguyệt quế lá sáng bông chùm. Đó. Cây này là cái cây gốc nó khá già, nó đang cây luôn ha bà con. Cây này dáng bay nó hồi đầu lại một chút xíu ha. Hai mươi bốn là hoành ha. Cây này em giao lưu bà con là 1.300.000 em bao ship toàn quốc ha bà con, em bó bầu cho đi ha. Này tiền ship cũng hơi cao ha bà con. À, giá này thì em không có giảm được ha, chắc cũng không có lời bao nhiêu đâu cây này á, tiền ship cây này rất cao rồi. Rồi đổi cây. 15C ha bà con. 16C là một cây nguyệt quế lũa ha. Đây ai thích dòng lũa nghệ thuật thì mình chơi ha, thì không tưới nước vô nè. Cây này có chiều cao là 66, cái này lá xoắn bông chùm nha bà con, tán ngang như vậy là 69.
Này đọt non mới lên bởi nhìn thấy nó ngà ha. Nó màu xanh đọt chuối ha bà con, nó không có xanh sậm ha. Đây. Cái này về mình có thể áp lũa thêm hoặc là mình tạo lại ha bà con. Nếu như mình muốn chơi đẹp nữa mình tạo lại, mình sơn màu khác lên. Đây em lo cái hoành vị trí này ha, là 32. Đó. Cây cốt cành đóng cũng khá chuẩn ha bà con. Nói chung là cốt đóng chuẩn được rồi. Mình về mình có thể chỉnh sửa lại cho chuẩn, mình chơi thêm một thời gian cho nó chuẩn. Đó là cây này rất đẹp ha. Về có thể mình bỏ nhánh này cũng được ha. Để gì thì ấm hơn, mình bỏ nhánh này thì nhìn cái cây nó sẽ chuẩn, sẽ thoáng hơn. Đó. Ở trên đây mình tỉa lại một số nhánh nữa ha. Mình lấy nhánh chuẩn lại. Nói chung cốt cành nó đóng là chuẩn rồi. Đó, về mình chỉ cần tỉa thôi. Tỉa lại cho gọn lại là cây nhìn rất đẹp luôn. 16C là 1.400.000 ha. Em bao ship toàn quốc, không ship chậu hay bà con. Đó. Rồi, đổi cây. 17C cũng là một cây nguyệt quế, lá chung bông chùm ha. Đây cái dòng này lá chung bông chùm, nó nằm chậu một thời gian riết nó thành lá xoắn lại luôn ha bà con. Bởi lá chung hay lá xoắn gì á, khi mà cây nó thường chậu lâu rồi mình khó có thể phân biệt ha. Cây lá xoắn thì lá nó nhuyễn hơn tí. 65 là chiều cao. Cái tán ngang như là 77. Chiều dài 77, tán ngang như là 55. À, cây này rất là tốt, xanh tươi luôn ha. Cái này nó còn phân, nó không có hết phân. Đó. Cái này em giao lúa bà con chỉ 1.200.000 thôi. Đây em đo hoành đây ha. 20. Đó. Cái này có củ có đế ha bà con. Cái này thân nu 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 cũng khá đẹp ha. 1.200.000 em bao ship toàn quốc ha bà con. Lá chung bông chùm ha. 17C ha bà con. Rồi đổi cây. Tiếp tục mã số 18C là một cái linh sam siêu bông ha. Cây này giá chỉ 750.000 luôn chậu ha bà con. Này em mới vừa cuốn tỉa đang cho tàn nó thoáng lại ha. Cái này khoảng một tuần lễ sau nó có thể lên bông, lên đọt. Mịn rất đẹp ha. Cao như là 30, tán ngang như là 45. Đó. Số điện thoại em là 0939442212 ha. Đó, số có để trên dưới phần mô tả tiêu đề ha bà con. Bà con liên lạc mình xem phần dưới ha. Này, một cây này dán lắc rất là quái hoành, gần 13, 12 ha bà con. Cái này em giao lưu bà con chỉ 750.000 thôi. Em bao ship toàn quốc, ship luôn cái chậu ha. Đó. Rồi, đổi cây. 19C, mã số 18C là cây siêu bông 750.000 ha bà con. 19C là một cây linh sam đao điểm. Cây này dán rất là đẹp. Dán lông lắc lượng. Ra dán thế bonsai rất đẹp ha bà con. Chiều cao như gì là nó 46. Tán ngang như gì là 50. Đó, cốt cành đóng như phơm tàn đóng rất là đẹp ha. Đó. Đây. Hoành vị trí này là 21 ha bà con. Nó dính vô đây một miếng này. Chắc còn 20 ha bà con. 20 đi. Đó, cái cũ khoảng 24 25 ha. À, cây này cái thân rất đẹp ha bà con. Đóng chi cành cũng chuẩn rất đẹp luôn ha. 1.300.000 ha. Đó. 1.300.000 em bao ship toàn quốc ha bà con. Rồi, đổi cây. Tiếp tục là cần thân ha. Đây lô này em được 3 cây cần thân. Giá này thì mềm thôi. Này vô một nước dây gần 2 nước dây ha. Chiều cao như gì là nó 23, tán ngang gì là 40. Cây này giá 450.000 thôi bà con. Về mình chỉnh theo ý thích của mình ha. Đây là được một nước dây gần hai nước, nước thứ hai rồi ha. Nó ăn dây rồi. Đây, hoành cũ là 37 ha. Đó, em đo nó còn dướng ngoài này ít, còn ngoài này rất nhiều ha, không ra sát luôn. Đó, cây này giá là 550.000, em bao ship toàn quốc ha. Rồi, đổi cây. 21C. Đây, cái này cũng vậy luôn, giá cũng dễ chơi ha. Cái này giá 600 nè ha. Cái này nọ cái cũ không cũng khá lớn ha bà con. Cao như là nó 22, tán ngang như là 49. Cái này cỡ dài bữa nó lên phơm nhìn rất đẹp ha. Rồi mình đệm thêm một nước nữa thì cây nó sẽ đẹp thêm nữa ha. Cây này cũ khá quái đẹp luôn. 33 ha bà con. 33 là tổng hình cũ ha. Này có thể bỏ hết trơn phần này làm cây dán đổ lại được ha bà con. Đó, bẻ dán đổ lại được ha.
Rồi, giá là 600 ngàn, em bao ship toàn quốc ha bà con. Cái này về nếu như mình chơi nghệ thuật mình chỉnh là dán đổ ha bà con. Rồi, đổi cây. Mã số 22, giá 700 ha bà con. Chiều cao là 26. Ê, tổng chiều dài tán như là 44. Cây này cốt cành khá lớn và đẹp ha. Cây này được 3 nước dây ha. 2 nước dây chứ. Đây em đo cái hoành củ em báo ha. Hoành củ đặt vị trí này là 30. Rồi cây này em giao lúa bà con chỉ 700 thôi. Bao ship toàn quốc, cây này khá đẹp ha. Đây. Cây thân củ ra khá quái luôn ha bà con. Rồi đổi cây. Đây gần cuối em có một số chậu ha bà con. Chậu để giao lúa bà con ha. Mình chơi cây kiển mình mua thêm chậu ha bà con. Mình trồng luôn ha. 23 là cặp hồng ngọc mai ha bà con. Chiều cao như gì là 18, ngang như gì là 19. À, nó cũng na ná nhau ha. Cái này một nước dây ha. Này chỉ cần mình cuôn tỉa thôi để cho nó dày rồi dễ có thể sửa dáng, trồng sửa dáng cho nó đổ lại cũng được ha bà con. Cái cây này mình cắm xuống được ha. Đó. Cái này em không có ship chậu trắng này ha. Đây chậu này ha. Nằm trong chậu đen, cặp này em giao lúa bà con là 700 ngàn ha. Đo một bên cái hoành cũ chỗ này. Đây. Vì là 17 ha bà con, là 18 ha. 700 ngàn một cặp hồng ngọc mai, em bao ship toàn quốc ha. Cây này cặp lớn ha. Rồi, đổi cây. Mã số 23C ha bà con. Tiếp tục 24C là một cây sam trái ha. Đây sam trái này em ship luôn cái chậu cho bà con ha. Đây. Form tàn cũng khá mịn ha bà con. Cao như là 26, tán ngang gì là nó 36. Ở cái này giá chỉ 700 ha bà con. Cây này cũng dây cũng gần ăn rồi ha. 10 ha bà con. Chắc nó còn chút xíu đây quá. Đó, cũng có đế cũng có củ cũng khá đẹp ha. Đó. 700 ngàn ship luôn chậu ha bà con. Thăng lắc lắc rất đẹp ha. Cô cũng khá lớn lớn rồi. Rồi 24C ha bà con. Rồi đổi cây. 25C là chậu ha. Đây đây là chậu tứ quý ha bà con. Chậu 4 mùa đó ha. Đó, chậu này thì em thường xem có hoài ha. Chậu này là chậu mới. Nhưng mà nó mới khoảng vài năm thôi ha. Chứ không phải là cũ. Chiều cao là 30. Đây, ngang như là 46, lọt lòng là 40 ha bà con. Đó, chậu này thường em giao lưu khá nhiều ha. Nay em về được lô nữa ha. Đó, ai lấy số lượng thì em sẽ giảm giá lại ha bà con. Đó. Màu này rất đẹp ha. Cái này là em giao lưu bà con là giá 800 ha. Một cặp thì em sẽ giảm lại 100 ha bà con. Đó, khá liên lạc lành lặn ha. Rồi, đổi. Đó, cái này là màu xanh ha. Rồi, tiếp tục cái màu này hơi khác nữa ha. Màu kem kem ha bà con. Đó, cũng đồng giá là 800 ha bà con. Mã số 26 ha. Đó, cái này thì nó kích thước cũng như nhau thôi ha bà con. Cao dù khoảng 31. Lọt lòng 40. Đây, cái này gì thì 46 nữa ha. Để em đo cái sâu lòng. Cái sâu lòng này là 28 ha bà con. Đó, cái này khá sâu lòng ha. Cái này trồng lan kiếm rồi cũng đẹp ha bà con. Hoặc là mình trồng mình để mình nuôi những cái cây mà cốt cành rồi ha. Rồi cái này em giao lưu với bà con. Cái này em giao lưu bà con 800 luôn ha. Bao ship toàn quốc. Đó, cây này cũng khá liền lạc lành lặn ha. Không có tóc mái nứt mẻ gì ha. Đó. Rồi đổi. Cái cũng màu giống giống. Khác màu một tí xíu ha bà con. Cũng 31 là chiều cao, lọt lòng là 40, ngang là 46 ha bà con. Đây cái mẫu này thì nó chỉ có một kích cỡ thôi. Đó. Chiều cao sâu lòng là 28 ha, giá cũng đồng giá là 800 ha bà con. 27C ha. Đó. Rồi, đổi. Đó, rồi. 28C. Đây cái này thì cái nhỏ hơn, cái này là tích gì đây? À.
Cái này lão nông giờ ăn cò ha bà con. Đây. Cao là 29-30. Đó. Phủ bì nữa là 40. Lọt lòng là 32. Cao sâu lòng nó khoảng 27 ha. Rồi cái này, cái chậu này em giao lưu bà con giá chỉ 550 thôi. Cái này nhìn rất đẹp ha bà con. Đấy. Khá liên lạc và lặng ha. Rồi, đợi. Đây 9C gỡ ra hết đi. Một bộ 3 cái ha bà con. Cái này mình trồng những cây dáng đổ ha. Chậu khá là đẹp ha bà con. Một bộ này thì 900 ngàn ha bà con. Đó, qua văn nó đắp rất là đẹp ha. Đó. Để em đo chiều cao ha. Chiều cao cái thứ nhất là 35. Phủ bì là 32, lọt lòng là 27 ha. Đó. Rồi, thảy cái đó lên đi đo luôn. Đây. Còn cái này thì cao là ngang nó là 27, lọt lòng là 23 ha bà con. Đó, chiều cao thì nó 34 ha. Đó. Một bộ 3 cái ha và cái nhỏ nhất nữa ha. Rồi, dở lên ít lên. Đó. 3 cái lành lặn liền lạc ha, khá đẹp, màu rất đẹp ha bà con. Này mình trồng mấy cây dáng đổ vô rất là sang ha. Cao như là 30. Đó, ngang như là 22, lọt lòng là 19. Đó, cái này cũng vậy luôn ha, 3 cái một bộ này em giao lưu bà con là giá chỉ 900 ngàn ha. Em bao ship toàn quốc ha bà con. Rồi. 3 cái giống nhau. Đó. Rồi 900 ngàn em bao ship toàn quốc. Rồi tiếp tục. Đây cũng một bộ là 3 luôn ha bà con. Bộ 3 này là nó hình vua chữ nhật ha bà con. Khá đẹp là cái hoa văn nó rất là đẹp ha, chim hoa ha bà con. Đó. Giống hai con quẹt quá. Chiều cao 17 ha bà con, tổng cái chiều dài như là 40. Đó. Như gì nó là 26 ha bà con, lọt lòng là nó 22. Còn cái này lọt lòng là nó 35 ha bà con. Rồi để lên. Đó. Đây cái này chiều dài nó 32, lọt lòng là nó 27. Còn cái này lọt lòng nó chỉ có 15 mà chiều dài ngang là 19 ha. Cái này thì nhỏ nữa ha. Ba cái này cũng đồng giá là 900 ha bà con. Đây chiều dài là 24, lọt lòng là 20. Còn ngang này hay khiêm tốn một tí, nó 12 thôi, lọt lòng nó 9 rồi ha. Này về mình vô mấy cây mini ha bà con. Đó. Rồi bộ ba gì là 900 ngàn nữa ha. Em bao ship toàn quốc ha bà con. Bộ này khá đẹp ha. Cây trồng lên rất là sang luôn. Đó. Rồi. Rồi tiếp tục. Rồi một bộ tứ bủ ha bà con. Đây cuối clip ha. Bộ này hôm nay em bán cũng khá nhiều rồi ha. Đây cao như là 21. Đó. Ngang như là 34, lọt lòng là 31 ha bà con. Đó. Màu nó rất là đẹp ha bà con. Ba cái ha. Đây. Lấy này ra chút. Đó, ba cái ha bà con. Cao lên gì nó khoảng 20 ha bà con. Đó. Rồi bộ này giá 850 ngàn em bao ship toàn quốc ha. Rồi, dở lên. Đó. Ai mua số lượng thì em sẽ giảm chút đỉnh, cái này em kêu cũng sát giá ha bà con. Đó, chứ một cái gì thì mình ra ngoài cửa hàng mà chỗ nó bán là cũng khoảng cái bự cũng có 500 ngàn rồi ha. Rồi cặp lô chậu này cũng là cuối clip. Dường Kiển Bình An cũng chân thành cảm ơn bà con. Rất mong sự được sự ủng hộ của bà con. Em chân thành cảm ơn ạ. À.